Đến gần 16 giờ chiều ngày 19 tháng 12, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất việc xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, người dân ở gần giao lộ đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh nghe tiếng động mạnh. Một số người chạy ra phát hiện nam thanh niên tử vong cạnh xe máy 71FK 1644. Cách đó một đoạn là chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc, được cho là có liên quan vụ tai nạn dừng lại. Công an huyện Bình Chánh sau đó phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra.